Hà Nội phiên sơ thẩm xét xử ông Trương Duy Nhất, cựu trưởng văn phòng đại diện Trung Trung Bộ, báo đại đoàn kết phải hoãn do vắng luật sư, người liên quan. Sáng 28 tháng 2, sau 10 phút mở phiên tòa, trong phần thủ tục, Tòa án Nhân dân Hà Nội thông báo việc xét xử sẽ mở lại vào sáng 9 tháng 3. Hai luật sư của ông Nhất, một người gửi đơn xin hoãn, một người không nhận được triệu tập, vì thế ông xin hoãn phiên xử. Có mặt tại tòa với tư cách người liên quan, vợ bị cáo cũng xin hoãn với lý do đang có dịch COVID-19. Bị cáo Trương Duy Nhất. Ảnh, Phạm Dự. Ông Nhất bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo khoản 3 điều 356 Bộ luật Hình sự 2015, khung hình phạt từ 10 đến 15 năm tù. Vợ chồng Phan Văn Anh, Vũ Vũ Nhôm có mặt tại tòa với tư cách người liên quan. Người dự phiên tòa được lực lượng an ninh cung cấp nước rửa tay sát khuẩn và khẩu trang. Phan Văn Anh, Vũ bị áp giải tới tòa. Ảnh, Phạm Dự. Theo cáo buộc của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, quá trình tìm địa điểm làm trụ sở văn phòng đại diện khu vực Trung Trung Bộ của báo Đại đoàn kết tại Đà Nẵng năm 2003 đến 2004, ông Nhất với tư cách trưởng văn phòng đã ký 3 văn bản gửi Ủy ban Nhân dân Đà Nẵng xin mua nhà đất công sản với ưu đãi, không áp dụng hệ số sinh lời. Tháng 7 năm 2007, Đà Nẵng đồng ý bán nhà đất công sản số 82 Trần Quốc Toản, có diện tích 74m² ở khu vực trung tâm với giá ưu đãi hơn 670 triệu đồng. Do mối quan hệ quen biết, ông Nhất ký hợp đồng nguyên tắc để công ty xây dựng 79 của Phan Văn Anh Vũ thay thế nộp tiền. Căn nhà sau đó được chuyển nhượng cho công ty xây dựng 79 với giá trên. Đổi lại, toàn bộ diện tích tầng 2 nhà trên được sử dụng làm trụ sở văn phòng đại diện trong 30 năm. Tuy nhiên, năm 2011, công ty xây dựng 79 gỡ biển hiệu và đóng cửa văn phòng. Khi báo Đại đoàn kết yêu cầu trả lại nguyên trạng, Vũ Nhôm đã bồi thường 1 tỷ đồng cho thời gian sử dụng nhà còn lại. Cáo trạng xác định ban biên tập báo Đại đoàn kết chỉ giao ông Nhất liên hệ với Ủy ban Nhân dân Đà Nẵng, xin cấp hoặc thuê một địa điểm làm văn phòng, không chỉ đạo xin mua nhà công sản. Hành vi làm trái công vụ của ông Nhất đã giúp công ty của Vũ Nhôm mua nhà đất công sản không đúng đối tượng, gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 13 tỷ đồng giá trị tại thời điểm khởi tố vụ án, vào tháng 4 năm 2018 là hơn 13,8 tỷ đồng trừ đi số tiền đã nộp mua đất. Trước vụ án này, ông Nhất bị phạt 2 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự 1999. Vũ Nhôm đã hầu tòa trong 4 vụ án. Tháng 11 năm 2018, ông bị Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội tuyên phạt 8 năm tù về tội. Ngày 7 tháng 6 năm 2019, bị Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh phạt 17 năm tù cho. Ngày 13 tháng 6 năm 2019, bị Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội phạt 15 năm tù về tội. Ngày 13 tháng 1, Vũ Nhôm bị Tòa án Nhân dân Hà Nội phạt 25 năm tù về hai tội, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí và tổng hợp hình phạt Vũ Nhôm phải nhận qua các vụ án là 30 năm tù. Bảo Hà Phạm Dự Let's Block Ads. Oi.